Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Hiện tại thì tất cả những bạn từ học sinh sinh viên cho đến dân văn phòng hoặc là tất cả những ai mà sử dụng những cái công việc liên quan đến laptop thì một trong những cái ứng dụng mà hàng đầu phải có đó chính là Microsoft Word rồi phải không nào? Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn những cái tính năng, những cái phím tắt nhanh chóng để các bạn sử dụng Microsoft Word một cách chuyên nghiệp, một cách mượt mà hơn. Và từ đó chúng ta cũng có thể tối ưu cái công việc và cái sự chuyên nghiệp trong công việc của chúng ta hơn nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Mark One số 1 về Mark. Đây thì mình đã có sẵn một cái đoạn văn bản để của Mark One rồi. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái tính năng. Đầu tiên đó chính là cái phần căn giữa dòng hoặc là đoạn văn bản. Ví dụ đây mình muốn căn một cái đoạn này ở giữa thì cần sử dụng là Command E. Đó, tự khắc thì cái đoạn văn bản của chúng ta nó sẽ được căn vào giữa. Đó là cái tính năng đầu tiên. Thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là căn lề chỉnh một cái dòng đoạn văn bản ở hai bên, chúng ta sẽ sử dụng cái phím tắt là Command Z. Đó, thì máy sẽ được tự động căn lề lại cho chúng ta. Tiếp theo là chúng ta cần, khi mà chúng ta soạn một cái đoạn văn bản mà chúng ta cần bên trái, tức là nó sẽ căn ở lề bên trái, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phím tắt, đó chính là Command L. L tức là viết tắt của từ left. Đó, mà sẽ đang tự động là căn ở bên trái đây rồi. Và tương tự như bên phải thì chúng ta sẽ có phím R tức là Right. Mình sẽ Command R. Đó, như vậy là đoạn văn bản nó sẽ tự động căn lề bên phải. Nó rất là hữu hiệu cho chúng ta, những cái người mà sử dụng làm văn bản ở những cái văn bản ví dụ như là thông báo chẳng hạn, thì khi mà ngày tháng năm hoặc là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chúng ta phải được đặt ở một bên thôi. Thế thì cái tính năng này nó sẽ giúp chúng ta cân bằng nhanh hơn. Một cái tip tiếp theo đó chính là khi mà các bạn đang gõ trên một cái trang Word như thế này mà chúng ta cần muốn sang trang, chúng ta không phải kéo chuột hay là chúng ta phải bấm đi xuống như này rất là nhiều mất thời gian, mà chúng ta chỉ cần sử dụng một phím tắt đó chính là Command và Enter. Đó, lập tức thì trang Word của chúng ta sẽ tự động nhảy sang trang tiếp theo. Và cái tip tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là một đoạn văn bản mà chúng ta cần viết hoa lại từ đầu, thì thay vì việc chúng ta phải tách lại bằng cái nút cắp lốc đây rất là mất thời gian như này, thì ví dụ một đoạn văn bản dài hoặc thậm chí là cả trang chúng ta cần tạo dấu ấn, chúng ta chỉ cần giữ là Command Shift và ký tự là A, thì lập tức là cái đoạn văn bản mà chúng ta chọn thì lập tức nó sẽ được in hoa lên như này, nó rất là tiện cho mọi người. Và bên cạnh đó thì chúng ta muốn highlight ở trên một cái đoạn văn bản này để nó còn nổi bật hơn nữa thì chúng ta chỉ cần việc là giữ Command và phím ký tự là B. Đó, lập tức thì cái đoạn văn bản này nó sẽ được in đậm lên. Và in nghiêng và in dưới nó cũng, và gạch dưới thì nó cũng tương tự như thế thôi. Chúng ta muốn in nghiêng thì các bạn sẽ sử dụng cho mình là Command E. Đó, thì lập tức cái đoạn văn bản này sẽ được in nghiêng. Bên cạnh đó thì chúng ta muốn gạch dưới ở một số cái đoạn văn bản thì chúng ta cần giữ là Command U. Những cái kỹ năng này thì thường khi mà mới tiếp cận thì chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa những cái phím tắt này, nhưng mình nghĩ rằng là có thời gian các bạn trải nghiệm dài thì các bạn có thể quen được cái những phím chức năng này hơn, để chúng ta từ đó chúng ta có thể là thành thục trong những cái thao tác hơn. Và bên cạnh đó, với lại một cái đoạn văn bản mà chúng ta đã gạch chân chữ dưới này rồi thì chúng ta cần phân biệt nó với một đoạn văn bản khác, thì chúng ta có thể chọn một cái option đó chính là chúng ta gạch chân hai dòng, đó chính là gạch chân kép. Đó thì các bạn cần sử dụng là Command Shift D. Đó thì các bạn nhìn thấy trên màn hình mình đã để cho các bạn xem rồi, thì toàn bộ cái đoạn văn bản của chúng ta sẽ được chuyển về văn bản được định dạng là gạch dưới hai dòng. Và một cái tip rất là quan trọng, đặc biệt là với những bạn nào mà là dân mà nghiên cứu khoa học hoặc là chúng ta làm tiểu luận khóa luận như là mình được vừa rồi, thì một cái cách mà mình mới phát hiện ra thôi, nó rất là nhanh, khi mà chúng ta muốn chèn một cái biểu tượng bản quyền hoặc là một cái tên thương hiệu nào đó thì các bạn chỉ cần giữ cho mình, đầu tiên là biểu tượng bản quyền nhé, thì các bạn chỉ cần giữ là phím Option và chữ G. Đó thì lập tức nó sẽ ra một cái biểu tượng là chữ C và trong hình tròn như thế này. Đó chính là cái biểu tượng của bản quyền. Bên cạnh đó thì chúng ta muốn chèn một cái thương hiệu mà đã đăng ký thì chúng ta cần giữ là Option và phím R. Đó, đây chính là một cái logo thể hiện một cái ký hiệu của thương hiệu đặc trưng. Và bên cạnh đó một số cái ký hiệu thương hiệu khác nữa chúng ta có thể giữ là Option và số 2. Đó, thì biểu tượng của chữ TM này cũng là một trong những cái ký hiệu của thương hiệu. Và bên cạnh đó, ngoài ra chúng ta muốn tìm kiếm một cái đoạn này ở trên Google á, thì thay vì việc copy paste ở trên Google rất là mất thời gian, thì các bạn giữ cho mình là Command Shift và phím L cao nhé. Đó thì lập tức là cái đoạn text này nó sẽ được chuyển ngay sang cái phần Google để chúng ta tìm kiếm luôn mà không mất thời gian.
Rồi, ok, như vậy là một số cái thao tác khá là phức tạp hơn mình đã giới thiệu rồi. Còn một số cái thao tác mà cơ bản hơn mình vẫn giới thiệu lại cho các bạn để một số bạn chưa biết. Ví dụ như là chúng ta bôi đen tất cả, chúng ta muốn chọn tất cả thay vì việc chúng ta phải kéo dài cái phần con trỏ chuột từ đầu cho đến cuối trang mà rất là mất thời gian. Thay vì thế thì chúng ta chỉ cần giữ cho mình là comment A. Đó, thì các bạn có thể nhìn này, lập tức là toàn bộ cái phần văn bản ở trong bản Word của chúng ta sẽ được bôi đen đầy đủ. Và khi mà chúng ta đã bôi đen như này rồi thì tiện ở cái option này thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn một số cái tính năng nhanh. Ví dụ như là chúng ta comment C, đó chính là chúng ta sẽ copy toàn bộ cái văn bản này. Comment V là chúng ta sẽ paste ra một đoạn mới. Đây, ví dụ mình sẽ comment V luôn cho các bạn đây. Đó, thì như vậy là đoạn văn bản mình vừa copy nó đã được lặp lại rồi. Và bên cạnh đó thì khi mà chúng ta muốn cắt một đoạn văn bản thì thay vì việc chúng ta phải bôi đen này, chọn con trỏ chuột bên phải rồi tìm cái cắt này rất là lâu đúng không? Thì thay vì thế chúng ta sẽ chỉ cần là bôi đen, sau đó là các bạn giữ comment X. Đó, thì lập tức là đoạn văn bản này sẽ được cắt đi và mình comment V như vừa nãy. Đó, sau đó sẽ hiện thị lại. Và ngoài ra một số cái chấm tắt nhanh nữa mình nghĩ rằng là các bạn cũng biết khá là nhiều rồi, nhưng mình vẫn muốn giới thiệu cho một số bạn mà chúng ta chưa nắm được. Ví dụ như chúng ta muốn in thì chúng ta sẽ giữ comment P. Đó, ở đây thì mình không có máy in nên là không in trực tiếp cho các bạn. Tại ví dụ như mình vẫn đang setup một cái máy in ở văn phòng như thế này. Và ngoài ra thì chúng ta có thể là comment S để chúng ta lưu cái bản đoạn văn bản. S tức là viết tắt của save, còn P chính là của print. Đó, thì nó chính là những cái chữ cái đầu của tiếng Anh thôi. Và một số cái tính năng khác ví dụ như là comment F tức là file, là chỉ chúng ta tìm kiếm ở trên cái thanh document này. Và ngoài ra thì chúng ta có thể comment Q để kết thúc cái bản Word mà chúng ta đã hoàn thành nhé. Thì như vậy thì chúng ta cũng không phải là quá nhiều bước để sử dụng một cái đoạn văn bản, phải không nào? Khi mà sử dụng những cái phần mềm Office nói chung thì ngoài Word ra nó có thêm Excel, rồi PowerPoint, rồi OneNote. Thì mình sẽ cố gắng tổng hợp lại những cái tính năng mà sử dụng nó hữu hiệu thực sự để gửi tới các bạn trong những bài đánh giá lần sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.